mới được. Rồi. Mưa khỉ đi ba. Dạ. Mưa khỉ đi ba. Nói gì? Được, cho con nói luôn á. Đi vô kia nói nè. Đứng xa xa ra con. Cái gì? Núi khỉ V3. Đó, bữa nay có nguyên dàn xe, xe này sẽ độ nha. Siêu xe luôn á. À. Lâu lâu có nguyên dàn siêu xe lên núi khỉ V3 chơi nè. Đó. Thử xe luôn hả? Rồi ghê hả? Thử xe luôn cũng được. Rồi. À, đây là những chủ nhân của những chiếc xe, những chiếc siêu xe. Chào đi. À. Chừng nào mới về? Tí nữa phải không? Quay thoải mái ha. Đó, đây. Chủ nhân của những chiếc xe nha các bạn. Đó. Tối coi là có nha. Tối úp lên là có liền. Em nói chủ nhân chiếc xe cho bấm nha. Ừ. Bấm tắt nút trắng á. Rồi. Thì mình sẽ cho là chủ nhân cái chiếc xe. Ừ. Bấm trên. Rồi bấm rồi. Nói đi. Đừng có lắc. Ui. Bấm nút của chứ. Xe chụp. Rồi nói đi. Rồi cho quay quay ok rồi cho bấm trắng. Rồi. Rồi bấm rồi. Xe bẻ nó chiếc xe. Rồi quay ra xe phải không? Rồi. Cái chiếc xe đỏ này là bên này nè. Ờ bên này à, bên này quay qua trở lại hả? À. Trời ghê vậy. Rồi. Đó trời ơi, lấy cây chỉ vô người ta luôn chứ. Thôi được rồi ông ơi. Giới thiệu là vậy đó. Rồi, giới thiệu vậy được rồi. Đây, có gia đình của mình luôn rồi nha. Tối lên YouTube coi ha. Núi khỉ V3. Cảnh gì? Cảnh gì mà lên xe anh ta mày phá không? Review ơi, chi đó con mà thấy á. À. Đừng đẩy tới nha, Đẩy tới làm gì? Ừ. Đẩy tới là rớt, nó chạy ra ngoài luôn á. Cái gì? Ra còn ngã đâu đó. Đang ngồi trên chiếc xe giữa là ngồi xe màu đỏ rồi chụp. Xe màu đỏ nặng luôn chứ. Vô xe đó khẩu trang đã đâu mấy khỉ chạy đâu hết trơn à. Đây trên cây cột điện, lên cây cột điện kiếm con khỉ nha. Ồ trên tảng đá luôn. Anh dạ muốn mua cây này đâu chỉ mua. Ồ cây này hả? Nước à? Cây không nước à. Nắng quá trời nắng luôn. Hello các bạn, lại là mình đây.
cây đó, bỏ cây đó. Đây bỏ cây đó. Cây gì mà gót gì trời. À đứng bên dưới nè. Ờ ngồi nó tới chiều luôn đi con. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu lại không say, mày uống cho ba đi nè.